Chi phí sinh hoạt tại Malta, quốc gia thuộc thành viên khối Schengen và Liên minh châu Âu EU. Thuê nhà ở Malta sẽ mang lại cho bạn nhiều thứ hơn so với số tiền của bạn, trong khi giá thuê mỗi nước sẽ khác nhau. Một căn hộ một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ở Valletta có thể được thuê với giá chỉ 952 euro. Một bất động sản tương tự ở London sẽ khiến bạn mất ít nhất 1810 euro và có thể sẽ không được trang bị đầy đủ, trong khi giá cả ở London cao hơn nhiều so với phần còn lại của Vương quốc Anh. Giá thuê trung bình ở Malta rẻ hơn 5,04% so với ở Anh. Đối với Hoa Kỳ, giá thuê nhà ở Malta rẻ hơn 34%. Giá cả của các tiện ích cũng phải chăng hơn ở đây, giúp giảm chi phí sinh hoạt ở Malta. Trung bình một căn hộ 85m² ở Vương quốc Anh sẽ có giá 150 euro và bao gồm phí đốt điện và tất cả các dịch vụ khác của bạn trong cùng khoảng thời gian đó. Một căn hộ có kích thước tương tự ở Malta sẽ tốn hơn 82 euro một chút để chạy. Trong khi nhiều lĩnh vực của cuộc sống ở Malta có giá cả phải chăng hơn nhiều, điện thoại di động có thể đắt hơn khi chạy ở đây. Nếu bạn thấy giá của một hợp đồng quá đắt thì việc mua một chiếc điện thoại di động và sử dụng hình thức trả tiền khi bạn đi là một lựa chọn hợp lý. Chi phí sinh hoạt ở Malta thể hiện ở khả năng chi trả của việc ăn uống bên ngoài. Ở Manchester, Vương quốc Anh, một bữa ăn 3 món cho 2 người tại một nhà hàng đẹp sẽ có giá lên tới 60 euro. Ở Malta, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm tương tự chỉ với 33 euro. Nhìn chung khi nói đến ăn uống ở Malta có thể rẻ hơn một chút nhưng không có sự khác biệt lớn về chi phí, thay vào đó, sự khác biệt đến ở chất lượng của thực phẩm. Một quốc gia nhỏ ven biển, Malta tận dụng lợi thế của thực phẩm tươi sống ngay trước cửa nhà của mình, nghĩa là nó có một số nhà hàng tuyệt vời để thưởng thức. Malta là một hòn đảo nhỏ với giá cả hợp lý và hệ thống giao thông rộng khắp bao phủ gần như toàn bộ đất nước. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng nghìn mỗi năm tiền bảo hiểm, bộ giao thông vận tải và chi phí vận hành nói chung, đồng thời góp phần vào chi phí sinh hoạt thấp ở Malta. Nếu bạn chọn đi bằng phương tiện giao thông địa phương, giá vé một chiều ở Malta là khoảng 1,5 euro. Đây là gần một nửa giá của một hành trình tương đương ở Vương quốc Anh. Thẻ hàng tháng hữu ích nếu bạn đi lại trên đảo hàng ngày sẽ khiến bạn chỉ mất hơn 25 euro. Những người đi làm ở Anh sẽ phải trả khoảng 66 euro cho một tấm vé tương tự. Nếu bạn đang đi lại ở London, chi phí sẽ lại gấp đôi. Chất lượng chăm sóc sức khỏe có sẵn ở Malta là tuyệt vời và mặc dù bạn phải trả tiền bảo hiểm y tế nhưng chi phí hợp lý hơn nhiều so với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nếu bạn là công dân Malta thì việc chăm sóc sức khỏe được miễn phí tại điểm tiếp cận. Mặc dù vậy, nhiều người Malta vẫn trả tiền cho các chương trình tư nhân vì chúng cung cấp nhiều tùy chọn và bảo mật tốt hơn. Nhiều người đăng ký vào các chương trình chăm sóc sức khỏe tư nhân do chủ nhân của họ điều hành. Các dịch vụ này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc sức khỏe miễn phí kéo dài với mức giá chiết khấu đáng kể. Như chúng ta đã thấy, chi phí sinh hoạt chung ở Malta thấp hơn đáng kể so với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, trong khi một số thứ như thuốc kê đơn đắt hơn thì chi phí tổng thể lại thấp hơn nhiều. Một cặp vợ chồng có thể dễ dàng sống tốt ở Malta với ngân sách 2.250 euro. Điều này sẽ giúp bạn thưởng thức đồ ăn ngon, đi chơi đêm và một ngôi nhà xinh xắn ở một vị trí tuyệt đẹp. Có 3 lý do để lựa chọn công ty tư vấn định cư uy tín Victory. 100% tỷ lệ đậu hồ sơ cho các chương trình định cư Canada. 100% không rủi ro khi tham gia chương trình định cư cùng Victory. 100% cam kết hoàn tiền khi tham gia định cư cùng Victory. Liên hệ ngay với chúng tôi, định cư uy tín Victory, hotline 0907 208879. Tìm hiểu thêm về các chương trình định cư các nước châu Âu tại website dinhcucacnuoc.com.